Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023, tại chùa Tĩnh Hội, tỉnh Bình Phước, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự Trung ương đã triển khai quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ 2022-2027 cho tăng ni hành giả an cư tỉnh nhà. Theo đó, sau khi giới thiệu tổng quan về quy chế gồm 15 chương với 85 điều, Hòa thượng Thích Thiện Thống đã triển khai về chức năng nhiệm vụ của Ban Tăng sự, giám sát, hướng dẫn các tự viện, tăng ni tuân thủ giới luật, chấp hành hiến chương giáo hội, các quy chế của giáo hội và quy chế Ban Tăng sự Trung ương, điều 5. Đồng thời, trình bày quy trình về việc sử dụng không gian mạng của tăng ni, điều 81.